Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học luyện tập chung này. Chúng ta cùng đi vào bài 1, chính là tính nhẩm. Các bạn cùng tính với mình nha. 2 cộng 2 bằng 4, 3 cộng 3 bằng 6, 4 cộng 4 bằng 8, 5 cộng 5 bằng 10. Tiếp theo 6 cộng 2 bằng 8, 2 cộng 6 bằng 8, 8 cộng 2 bằng 1. Tám trừ sáu bằng hai. 4 cộng với 0 thì sẽ được 4, đúng không ạ? 0 cộng với 6 thì sẽ được 6. 8 cộng với 10, 8 trừ đi 0 thì bằng 8. 9 trừ đi 0 cũng bằng 0, đúng không ạ? 10 trừ đi 7 thì còn 3. 10 trừ đi 9 thì sẽ được 1. 6 cộng 3 thì bằng 6 cộng 3 bằng 9 thì trừ đi 9 bằng 9 thôi, đúng không ạ? 6 cộng 3 thì bằng 9, 9 trừ 4 bằng 5, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ cùng học bài số 2. Nêu các phép cộng có kết quả là 8 từ những thẻ số sau. Chúng ta cùng nhìn thấy cho kết quả bằng 8 này. Vậy thì bây giờ sẽ là 4 cộng với 4 thì bằng 8, hoặc là 5 cộng với 3 thì sẽ bằng 8, 7 cộng với 1 thì bằng 8, 8 cộng với 0 cũng bằng 8, 4 cộng với 4 thì cũng bằng 8. Đó, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ cùng làm những ví dụ tiếp theo ở bài học ngày hôm sau của mình nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video dạy toán số tiếp theo nữa nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.